Xin chào tất cả mọi người. Trong bài này chúng ta sẽ tập đặt câu với động từ manger. Manger có nghĩa là ăn. Manger là một verb transitif direct, tức là ngoại động từ trực tiếp. Ngoại động từ trực tiếp thì sẽ đưa tới một cái đối tượng trực tiếp, tiếng Pháp gọi là COD, tức có nghĩa là cái đối tượng này nó đứng sát động từ. Ví dụ chúng ta ăn một cái món ăn, chúng ta ăn một cái trái cây, quả chuối, chúng ta ăn một cái bánh, tất cả những cái đối tượng của việc ăn đó nó đứng sát với động từ, là động từ manger. Bởi vì chúng ta biết có một cái loại, cái nhánh thứ hai là ngoại động từ gián tiếp. Ngoại động từ gián tiếp nó cũng có đối tượng, nhưng mà đối tượng đó là đối tượng gián tiếp, và cái đối tượng này cách với động từ bằng một cái giới từ COI. Ở đây là COD, cái đối tượng đứng sát với động từ. Nhưng trong thực tế không phải như vậy. Trong thực tế chúng ta sẽ bắt gặp và chúng ta sẽ phải đặt câu với một số các cái đối tượng mà đối tượng đó phải đứng cách động từ bằng một cái giới từ. Tại sao có cái sự khác biệt như vậy? Đó là việc chúng ta sẽ phải học và chúng ta sẽ phải tập đặt câu ở trong cái bài này. Và trước khi đi vào cái phần học hỏi về cái sự khác biệt đó, xin mời các anh chị coi lại cái cách chia động từ manger. Động từ manger là động từ nhóm 1, do bởi chúng ta thấy cái đuôi của nó là e. Tất cả các động từ có cái đuôi là e ngoại trừ động từ ale thì đều là nhóm 1 hết. Nhóm 1 tức là một cái nhóm động từ có quy tắc. Quy tắc đó là người ta chia cái đuôi e này bằng cái bộ đuôi như thế này. Đây là cái bộ đuôi, là bởi vì nó dùng cho tất cả các ba ngôi số ít và ba ngôi số nhiều, nó là một cái bộ. Chúng ta lấy cái bộ này, chúng ta ghép vào cái đuôi của bất cứ động từ nào có cái dạng này thì nó sẽ ra. Và như vậy chúng ta sẽ xử lý được hàng ngàn động từ nhóm 1. Bộ đuôi của động từ nhóm 1 là ngôi thứ nhất là ơ, ngôi thứ hai là es, ngôi thứ ba số ít là ơ. Ngôi thứ nhất số nhiều là ons, ngôi thứ hai số nhiều là ez, ngôi thứ ba số nhiều là ent. Ơ, es, ơ, ons, ez, ent. Đó là cái bộ đuôi. Như vậy chúng ta lấy cái bộ đuôi này, chúng ta thay cho cái đuôi của động từ manger thì nó sẽ ra cái cách chia động từ manger. Ngoài cái đuôi này chúng ta còn các cái ký tự ở đầu, chúng ta gọi là cái căn, radical, cái căn là cái gốc. Cái gốc của động từ manger là M-A-N-G. M-A-N-G là cái căn, chúng ta đừng có thay đổi. Chúng ta đưa cả cái căn này đi xuống và chúng ta ghép cái bộ đuôi, nó sẽ ra cái động từ và được phát âm như sau: Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Tôi vừa mới làm đúng quy tắc, tức là tôi đưa một cái bộ đuôi của động từ nhóm 1 vào cái động từ có hình thức là nhóm 1 và nó sẽ ra như thế này. Nhưng mà tại sao nó có cái gì nó không có ổn, có một cái gì nó bất thường, do ở cái ngôi thứ nhất số nhiều. Từ động từ nguyên thể là manger cho tới năm cái vị trí khác đều phát âm là r, do bởi chữ g, ký tự g đi với i, o và y thì phát âm là r. Manger, je mange, tu manges, il mange, vous mangez, il mange. G đi với e phát âm là r. Riêng ngôi thứ nhất số nhiều g đi với o thì phát âm là g. G đi với a, o, u thì phát âm là g. Như vậy chỗ này là mangong. Các vị trí khác phát âm là r. Bây giờ vị trí ngôi thứ nhất số nhiều phát âm là g. Đó là một cái điều mà người ta thấy nó không có hợp cho toàn bộ cái cách chia của động từ, và người ta đã thêm vào ngôi thứ nhất số nhiều ký tự ơ để cho cái vị trí này được phát âm giống như các vị trí khác. Và sau khi thêm ký tự ơ vào thì chúng ta thấy tất cả các cái vị trí được phát âm giống nhau. Verb manger: je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Và người ta gọi đây là nhóm 1 đặc biệt. Nhóm 1 đặc biệt tức là nó vẫn chia bình thường, có bộ đuôi nhưng mà cái chỗ này nó khác hơn các cái động từ khác. Chia giống động từ manger thì có một số các cái động từ khác có cái đuôi tận cùng là GE. Chúng ta học thêm một vài ba cái động từ mà chúng ta rất là quen thuộc hay dùng. Trước hết chúng ta có động từ charger. Charger là một ngoại động từ trực tiếp. Charger tức là chất cái gì lên cái gì. Chất một cái gì lên cái gì, thường thường là chất hàng thì trên xe, chất hàng xuống dưới tàu, dưới thuyền. Rồi có nghĩa thứ hai là nạp, nạp năng lượng. Như vậy ý nghĩa thứ hai mà chúng ta hay dùng, hầu như ngày nào chúng ta phải dùng, nạp điện vào trong cái điện thoại của mình. Điện thoại của chúng ta khi chúng ta dùng xong một thời gian thì nó mất cái năng lượng đi, năng lượng nó còn ít hoặc là mất hẳn. Chúng ta phải nạp cái năng lượng, tức là điện vào, gọi là charger. Chúng ta hay nói là sạc điện đó, charger. Cái động từ thứ hai là changer. Changer có thể là ngoại động từ trực tiếp,
Tức là tôi lấy ví dụ như là chúng ta có một cái bóng đèn bị hư, bị hỏng, không có cháy nữa. Chúng ta thay cái bóng đèn đó. Changer une ampoule. Nó bị hư rồi, chúng ta thay nó đi. Changer une ampoule. Động từ changer còn có thể là ngoại động từ gián tiếp VTI, tức là nó có giới từ. Đây ở đây tôi lấy cái ví dụ là changer de voiture, thay đổi xe. Một cái hãng xưởng hay một cái tư nhân nào có xe hơi mà bây giờ mình không thích nữa, mình muốn đổi, thì đổi cái xe đó gọi là changer de voiture. Chúng ta thay đổi xe máy, changer de moto. Chúng ta thay đổi chỗ ở, chúng ta thay đổi kính. Tất cả những gì chúng ta thay đổi thì đều phải đi với giới từ de, verb VTI. Động từ changer còn có thể là verb VI, nội động từ, tức là nó không có đối tượng. Tôi lấy ví dụ chúng ta quen một ai và lâu ngày chúng ta không gặp, có thể là 5 năm, 7 năm, tình cờ gặp lại thì thấy cái người đó không có gì thay đổi cả. Cái chị đó, cái anh đó vẫn như cũ, nét mặt, rồi kiểu dáng, tính tình vẫn như cũ. Thì mình bảo là tu ne changes pas, bạn không thay đổi gì cả. 7 năm qua rồi, 8 năm qua rồi, bạn vẫn giống như ngày trước. Tu ne changes pas. Nhưng mà nếu chúng ta thấy một ai đó thay đổi nhiều quá, có thể là thay đổi vóc dáng bên ngoài, ngoại hình, có thể là thay đổi tính tình, thì mình nói là anh ta thay đổi nhiều quá. Il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé. Nó không có cái đối tượng gì hết, bản thân cái người đó thay đổi. Có thể dùng cho người, có thể dùng cho vật nữa. Để chúng ta đi tới một cái nơi nào mà chúng ta quen đó, và chúng ta thấy nó thay đổi nhiều quá, thì mình bảo thay đổi nhiều quá. Thành phố thay đổi, khu phố thay đổi. Năm 2004 tôi rời Paris, tôi về Việt Nam. Tới 2017, tức là 13 năm sau tôi mới quay lại, thì cái địa phương tôi ở không có gì thay đổi hết, vẫn như cũ. Tôi đi vẫn như là mấy ngày hôm qua, sau 13 năm đi lại vẫn thấy bình thường. Nhưng mà tôi đi lên Paris, đi vào chỗ Port d'Orléans, đi vào quận 14 đó, thì cái đường Alésia đi lên thay đổi nhiều quá. Ngày trước là có vỉa hè thì vẫn là vỉa hè, con đường thì nó rộng, có 4 lần xe hay là 6 lần xe đó. Bây giờ đi lại thì thấy cái làn xe nó còn rất nhỏ, người ta mở luôn một cái đường cho một cái piece cho xe đạp đi, tức là người ta ưu tiên cho những cái người chạy xe đạp trong thành phố. Và tôi thấy quá sức là thay đổi, một cái đại lộ lớn bây giờ nó còn bé tí teo, và để dành chỗ cho người đi bộ, để dành chỗ cho người đi xe đạp, người ta ưu tiên cho khách bộ hành, người ta ưu tiên cho những người đi xe đạp để làm cho thành phố nó được xanh sạch đẹp đó, bớt ô tô đi. Như vậy tôi nói là la ville a beaucoup changé, thành phố thay đổi nhiều quá. Chúng ta có cái động từ này cũng hay dùng, déménager. VI là dọn nhà đi, để chúng ta cũng hay dọn nhà lắm. Người Việt Nam nhiều gia đình cứ phải dọn từ địa phương này qua địa phương kia do ý muốn của mình hay là do ngoài ý muốn. Déménager là dọn nhà đi, hoặc là từ nager là bơi. Nager là VI, con người bơi, hoặc là các cái con cá, con tôm, các cái con dưới nước nó bơi. Nager. Thì tất cả những cái động từ như thế này và còn nữa đều phải chia theo cái cách của động từ manger, tức là ở ngôi thứ nhất số nhiều. Nous mangeons, nous nageons, nous déménageons, nous changeons, nous chargeons. Tất cả đều phải thêm cái từ ơ ở ngôi thứ nhất số nhiều để cho nó ra. Và bây giờ chúng ta coi một số các cái cách đặt câu với động từ manger. Có khi nó đi thẳng với đối tượng, gọi là đối tượng trực tiếp. Có khi nó phải dùng một cái giới từ. Tại sao như vậy? Động từ manger khi chia ở thể khẳng định thì chúng ta chia động từ manger như các cái động từ nhóm 1. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Khi chuyển sang thể phủ định thì chúng ta để công thức ne pas đứng trước và đứng sau động từ. Je ne mange pas, tu ne manges pas, il ne mange pas, nous ne mangeons pas, vous ne mangez pas. Il ne mange pas. Ở thể nghi vấn thì chúng ta dùng thể khẳng định và đổi chỗ động từ ra đằng trước, chủ từ ra đằng sau. Je mange thì biến thành mange je, tu manges, manges tu, manges-t-il, mangeons-nous, mangez-vous, manges-t-il. Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner? Qu'est-ce que? Ở đây chúng ta thấy chữ QU apostrophe là viết tắt của chữ cờ, cái gì? Est-ce que dẫn vào một câu hỏi, bạn ăn cái gì vào bữa điểm tâm? Và chúng ta thấy như mọi trường hợp khác, khi chúng ta để cái công thức est-ce que đứng trước một cái câu hỏi thì phía sau động từ không thay đổi, trong khi nếu không có est-ce que
thì động từ và chủ từ phải đổi chỗ cho nhau. Je mange biến thành mange, vous mangez biến thành mangez-vous. Nhưng ở đây do bởi có cái cấu trúc est-ce thì người ta không đổi chỗ mangez-vous mà người ta dùng vous mangez. Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner? Vào bữa điểm tâm bạn ăn cái gì? Je mange du pain, tức là je mange de le pain. Le pain là bánh mì. Khi chúng ta ăn bánh mì thì chúng ta phải dùng mạo từ từng phần. Chúng ta đã coi phần trước, mạo từ từng phần là de. Đây là article participe. De ghép với le thì biến thành du. Khi chúng ta ăn một món gì thì theo cái cách dùng của người Pháp thì chúng ta không thể dùng nhiều, không, chúng ta không thể ăn hết. Chúng ta chỉ ăn được một phần. Và người Pháp gọi đó là article participe de. De ghép với le biến thành du. Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner? Je mange du pain. Hoặc là chúng ta có thể đổi cái câu mà có cái cấu trúc est-ce thành cái câu trực tiếp. Que mangez-vous le matin? Bạn ăn cái gì? Thì nó cũng ra câu trả lời là je mange du pain. Buổi trưa bạn ăn cái gì? Qu'est-ce que vous mangez à midi? Je mange du riz. Buổi trưa thì tôi ăn cơm. Du riz có nghĩa là de le riz. Chữ de này là article participe, đi với mạo từ le biến thành du. De le biến thành du. Je mange du riz. Và cũng như cách lý luận ở bên trên, khi chúng ta ăn một cái món gì, chúng ta không thể ăn nhiều, chúng ta không thể ăn hết được. Chúng ta chỉ có thể ăn được từng phần. Je mange du riz. Mangez-vous de la viande? Bạn có ăn thịt không? Bây giờ danh từ đối tượng của động từ ăn là danh từ feminine la viande. Thì la viande đi với de vẫn để nguyên. Ăn một phần, ăn một ít thịt. Mangez-vous de la viande? Oui, j'en mange assez souvent. Buổi trưa bạn có ăn thịt không? Có, tôi ăn khá thường xuyên. Chúng ta thấy ở đây là đại từ vương, đại từ nhân xưng on, pronom personnel on, thay cho một danh từ chỉ về số lượng. Bạn có ăn thịt không? Có, tôi ăn thịt khá thường xuyên. J'en mange. On này là thay cho de la viande. Mangez-vous des légumes? Bạn có ăn rau không? Oui, j'en mange très souvent. Tôi ăn rất thường xuyên. Chữ ăn ở trường hợp này lại thay cho des légumes. Mangez-vous du poisson? Bạn có ăn cá không? Non, je n'en mange pas. Tôi không ăn cá. Như vậy chúng ta thấy cái đại từ nhân xưng on này, nó có thể thay cho tất cả các cái số lượng ở trong cái câu trước mà chúng ta không muốn lặp lại. Đối tượng đó có thể là danh từ féminin, cũng biến thành on. Đối tượng đó có thể là danh từ số nhiều, cũng dùng on. Và đối tượng đó có thể là danh từ masculin, cũng dùng on. Est-ce que les Français mangent du riz au petit déjeuner? Vào bữa điểm tâm, người Pháp có ăn cơm không? Non, ils ne mangent pas. Tức là ils ne mangent pas du riz. Thay cho một cái danh từ đi với de để chỉ số lượng. Est-ce que les Vietnamiens mangent souvent du riz? Người Việt Nam có ăn cơm thường xuyên không? Oui, ils en mangent tous les jours. Họ ăn cơm tất cả mọi ngày. Chữ ăn này là thay cho du riz. Chữ riz có chữ de đi trước thay bằng chữ ăn, và chữ ăn này có cái vị trí là đứng trước động từ. Tất cả các chữ ăn này đều đứng trước động từ. Câu số 5. Est-ce que vos parents mangent souvent du fromage? Bố mẹ của bạn có hay ăn fromage không? Động từ ăn phải đi với mạo từ de, và de ghép với le của cái chữ fromage. Le fromage, de với le thì lược đi thành du. Est-ce que vos parents mangent souvent du fromage? Non, ils n'en mangent pas. Không, bố mẹ tôi không ăn fromage. Est-ce que vos frères et sœurs mangent du riz au petit déjeuner? Anh chị em của bạn có ăn cơm vào bữa điểm tâm sáng không? Ăn đi với mạo từ từng phần là de ghép với le biến thành du. Oui, ils en mangent
de temps en temps, có, họ ăn cơm, thỉnh thoảng. Ils en mangent de temps en temps, chữ ăn này là thay cho cơm, du riz. Est-ce que vos frères et sœurs mangent des oranges au petit déjeuner? Anh chị em của bạn có ăn cam vào bữa điểm tâm không? Non, ils n'en mangent jamais. Không bao giờ họ ăn cam cả. Chữ ăn ở đây thay cho des oranges. Est-ce que les chiens mangent du poisson? Loài chó nó có ăn cá không? Oui, ils en mangent. Có, chúng ăn cá. Vậy đại từ on ở đây thay cho du poisson. Est-ce que les chats mangent des légumes? Loài mèo nó có ăn rau không? Non, ils n'en mangent pas. Chúng nó không ăn rau. Ils n'aiment pas les légumes. Chúng nó không thích rau. Est-ce que les oiseaux mangent des bananes? Loài chim nó có ăn chuối không? Oui, ils en mangent. Có, chúng nó ăn chuối. Ils aiment bien les bananes. Chúng rất thích chuối. Ở trong phần trước chúng ta đã lý luận là khi chúng ta ăn một cái món gì thì theo người Pháp chúng ta không thể ăn nhiều, chúng ta không thể ăn hết. Chúng ta dùng cái mạo từ từng phần: manger du riz, manger du pain, manger de la soupe, manger des fruits. Nhưng trong một số trường hợp người ta lại không dùng cái mạo từ từng phần mà người ta nói thẳng cái danh từ là đối tượng trực tiếp. Qu'est-ce que vous mangez? Bạn đang ăn cái gì vậy? Je mange un sandwich, je mange une pizza, je mange une banane, je mange une salade. Câu hỏi này có lẽ là người ta gọi qua điện thoại đó. Người ta không biết bên kia đang làm gì. Mình hỏi là bạn đang làm gì vậy? Bạn đang ăn cái gì vậy? Tôi ăn một cái khúc bánh mì kẹp thịt. Je mange un sandwich. Tôi ăn một cái phần bánh pizza. Je mange une pizza. Tôi ăn một quả chuối. Je mange une banane. Je mange une salade. Tôi ăn một đĩa rau trộn. Như vậy trong trường hợp này chúng ta không thấy sự hiện diện của article participe, bởi vì đây là một cái đối tượng cụ thể. Một miếng bánh mì sandwich, bánh mì kẹp, một miếng pizza, một quả chuối, thì chúng ta dùng coi đây như là đối tượng trực tiếp, không dùng mạo từ từng phần. Que mangent les enfants au goûter? Các trẻ em vào bữa ăn xế ăn cái gì? Đây là các trẻ em đi nhà mẫu giáo tới bữa xế, cho các em ăn một chút gì cho đỡ đói bụng. Que mangent les enfants au goûter? Ils mangent quelques biscuits. Chúng nó ăn vài ba cái miếng bánh ngọt. Quelques biscuits. Ils mangent un yaourt. Chúng nó ăn một cái hũ rau ua. Như vậy đây là những cái đối tượng cụ thể, chúng ta không có nói là mạo từ từng phần ăn một ít nữa, mà đây là ăn hết. Đưa cho mỗi cháu vài cái bánh, chúng ăn hết. Đưa cho mỗi cháu một cái lọ rau ua và chúng đã ăn hết. Như vậy không có cần dùng mạo từ từng phần. Que mangez-vous au petit déjeuner? Buổi sáng vào bữa điểm tâm bạn ăn cái gì? Je mange un bol de soupe. Tôi ăn một bát cháo. Như vậy có một cái bát cháo trước mặt và tôi ăn hết. Đây không còn gọi là mạo từ từng phần nữa. Je mange un morceau de pain. Tôi ăn một mẩu bánh mì. Có một mẩu bánh mì đưa ra và tôi ăn hết. Không còn gọi là ăn từng phần nữa. Je mange deux bananes. Tôi ăn hai quả chuối. Je mange une assiette de nouilles. Tôi ăn một đĩa mì, một đĩa nouilles. Que mangez-vous au dîner? Còn buổi tối thì bạn ăn cái gì? Je mange un peu de soupe. Tôi ăn một ít cháo. Je mange beaucoup de pain. Tôi ăn rất nhiều bánh mì. Như vậy ở đây chúng ta thấy cũng không có article participe, không có mạo từ từng phần. Có một ít cháo đưa ra và tôi ăn hết. Trong bài tập sau đây chúng ta phải dịch những cái câu sau đây sang tiếng Pháp. 5 câu đầu tiên dùng với động từ manger, 5 câu kế tiếp dùng với động từ aimer, chúng ta đã coi ở bài trước. Câu thứ nhất của động từ manger: chúng tôi thường xuyên ăn bánh mì với bơ và phô mai. Thường xuyên là souvent. Chúng tôi thường xuyên ăn bánh mì. Ở chỗ này chúng ta phải để mạo từ từng phần, bởi vì không thể ăn được rất nhiều. Với bơ và phô mai không thể ăn được nhiều, ăn từng phần.
Ở căng tin các bạn tôi ăn bánh flan, còn tôi thì ăn bánh gato. Tại sao bạn không ăn cơm? Bởi vì tôi không đói. Mỗi buổi chiều vào lúc 4 giờ, tôi ăn một khúc bánh mì với một trái chuối. Vào bữa xế, các trẻ em ăn giao ua. Và sau đây là phần dịch của các cái câu dùng với động từ manger. Chúng tôi thường xuyên ăn bánh mì với bơ và với fromage. Nous mangeons souvent du pain avec du beurre et du fromage. Chúng ta ăn một phần bánh mì với một phần bơ và một phần fromage. Chúng ta không thể ăn được tất cả. Ở căng tin các bạn tôi ăn bánh flan, trong khi tôi thì tôi ăn bánh gâteau. À la cantine, mes amis mangent du flan, tandis que moi, je mange du gâteau. Bánh flan ở trong cái căng tin nó có rất nhiều, chúng ta chỉ thể ăn, có thể ăn một phần. Bánh gâteau cũng có rất nhiều ở trong căng tin, chúng ta không thể ăn hết, chúng ta chỉ có thể ăn từng phần. Như vậy dùng mạo từ từng phần là de, de ghép với le thành ra du. À la cantine, mes enfants mangent du flan. À, trong căng tin các bạn tôi ăn bánh flan. Tandis que moi, trong khi tôi. Tandis que moi, trong khi đó tôi. Je mange du gâteau, tôi ăn bánh gâteau. Tại sao bạn không ăn cơm? Bởi vì tôi không đói. Pourquoi tu ne manges pas de riz? Chúng ta thấy khi ăn cơm là manger du riz, nhưng mà khi đổi qua thể phủ định. Tu ne manges pas de riz. Tại sao bạn không ăn cơm? Pourquoi tu ne manges pas de riz? Parce que je n'ai pas faim. Bởi vì tôi không đói. Buổi chiều vào khoảng 4 giờ, tôi ăn một mẩu bánh mì với một quả chuối. Trong trường hợp này, chúng ta thấy đây là một đối tượng cụ thể. Một khẩu bánh, một mẩu bánh mì, một quả chuối có trước mặt chúng ta và chúng ta ăn hết. Do đó chúng ta không có cần dùng mạo từ từng phần de. L'après-midi, vers 4h, je mange un morceau de pain avec une banane. Chúng ta nhắc lại ở bên trên, bánh thì có nhiều ở trong nhà, ở ngoài đường, ở ngoài tiệm. Có rất là nhiều bánh, chúng ta chỉ ăn được một ít. Còn ở đây trước mặt chúng ta có một khúc bánh mì, một quả chuối. Chúng ta ăn trọn vẹn cái phần bánh mì này, chúng ta ăn hết cái quả chuối này. Do đó không cần dùng mạo từ từng phần. Vào bữa xế, các trẻ em ăn một cái yaourt. Au goûter, les enfants mangent un yaourt. Mỗi em được đưa cho một cái hũ yaourt và em nó ăn hết. Như vậy là đây là một cái đối tượng cụ thể, chứ không phải là nói một cách chung chung. Au goûter, les enfants mangent un yaourt. Và bây giờ chúng ta coi một số các cái câu đi với động từ aimer. Bạn có thích bóng đá không? Trên TV đang có một trận truyền hình trực tiếp. Thích bóng đá, như vậy động từ thích là phải đi với đối tượng trực tiếp. Aimez-vous le football? À la télé, il y a un match en direct. Le football là cái môn bóng đá. Chúng ta có thể nói vắn tắt là le foot ở trong cái ngôn ngữ thân mật. Aimez-vous le foot? Hoặc là aimez-vous le football? Ở trên TV, à la télé, il y a có một cái trận, un match, truyền hình trực tiếp, en direct. Thú tiêu khiển của tôi là câu cá, nhưng tôi cũng thích thể thao. Thú tiêu khiển là le loisir, mon loisir est la pêche. Thú tiêu khiển của tôi. Của tôi thì là cái việc đi câu cá. Mais j'aime aussi le sport. Nhưng tôi cũng thích thể thao. Động từ thích thì có đối tượng trực tiếp và đối tượng trực tiếp đứng sát với động từ. Paul là một đứa trẻ mồ côi rất tội nghiệp. Mọi người đều thương nó. Paul est un pauvre orphelin. Tout le monde l'aime. Ở đấy chúng ta thấy có cái tính từ pauvre, nó có hai vị trí. Nếu khi đứng trước một danh từ thì nó mang nghĩa là một người đáng thương. Un pauvre, một người đáng thương. Nếu nó đứng sau một danh từ thì nó mang nghĩa là nghèo. Un homme pauvre. Ở đây chúng ta dịch là Paul là một đứa mồ côi đáng thương. Paul est un pauvre.
pauvre orphelin. Tất cả mọi người đều yêu mến nó. Động từ aimer này ở đây để tình cảm vào thì mang nghĩa là yêu, và yêu một cái đối tượng là người, là đứa bé mồ côi. Do đó chúng ta có thể dùng pronom personnel le để thay cho đứa trẻ là phái nam. Le, chữ e gặp chữ a thì nó lượt đi, nó còn lại chữ l apostrophe. Buổi chiều tôi thích đi bộ dọc theo con kênh này. Con kênh là Un Canal. Buổi chiều là l'après-midi. L'après-midi, j'aime marcher le long de ce canal. Le long de, đi với danh từ là đi dọc theo một cái gì mà nó có cái chiều dài. Đây là một con kênh hay là một bức tường của một cái cơ sở lớn. Đi dọc theo bức tường, đi dọc theo con kênh. Ở đây chúng ta có động từ aimer là thích. Thích đi với một cái động từ khác, thích làm cái việc này, thích đi bộ. Chị Marie thích đọc sách, chị ta có rất nhiều chuyện thần tiên. Marie thích đọc sách. Đọc sách là thích cái sự đọc, la lecture. Nó có nhiều chuyện cổ tích. Chuyện cổ tích là une conte de fées, một chuyện kể về các bà tiên. Chuyện cổ tích là cái chuyện kể về các cái bà tiên, les fées. Marie aime la lecture. Elle a plusieurs contes de fées. Như vậy, để tóm lại cách đặt câu với hai động từ manger và aimer. Đối với động từ aimer, khi đối tượng là người thì chúng ta có thể dùng pronom personnel. Tất cả mọi người đều yêu nó. Chúng ta để đây là một cái pronom personnel. Nhưng nếu mà là một danh từ chỉ đồ vật thì không thể dùng pronom personnel. Tôi cũng yêu thích thể thao. Đối với động từ manger, khi đi với các cái danh từ mà chúng ta chỉ dùng từng phần như là bánh mì, như là cơm, như là bơ thì chúng ta dùng mạo từ từng phần. De, de đi với le thành ra du, de đi với la vẫn là de la. Khi chúng ta dùng với một đối tượng cụ thể thì chúng ta dùng article indéfini. Tôi ăn một khúc bánh mì, tôi ăn một quả chuối, tôi ăn một cái giáo ua, tôi ăn hai quả cam. Chúng ta không dùng mạo từ từng phần nữa. Xin chào tất cả mọi người.